Xin chào mọi người, mình là Viu Hà. Hiện tại mình đang học ở lớp DA2 Happy Đại học EDX. Như bài học hôm trước mình đã được học về trong cứng ngoài mềm, và bài về nhà của mình cần thu hoạch hôm nay là hoàn thành nốt những cái 18 phẩm chất về 18 phẩm chất của những con người thành công và hạnh phúc. Và đây là bài thu hoạch của mình. Mình sẽ phân tích từ trong ra ngoài. Là một người thành công thì như Edison đã nói, trên một người thành công không có bước chân của kẻ lười biếng, và sự thành công quyết định ở 99% sự cần cù và 1% sự thông minh. Vì thế nên là mình nghĩ sự cần cù ở đây rất là quan trọng, không thể thiếu trên con đường thành công của mỗi người. Hơn nữa, cần cù không thì chưa đủ, mà ở đây chúng ta cần phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, với mọi người, với công việc của chính bản thân mình. Ngoài ra thì muốn thành công trong một công việc gì đó, chúng ta phải đặt ra một mục tiêu và phải có kỷ luật với chính bản thân mình. Đó chính là kỷ luật thúc ép mình phải hoàn thành mục tiêu đó, và khi gặp khó khăn thì mình phải quyết đoán, mình phải dũng cảm để có thể vượt qua những cái rào cản đó để bước tới con đường thành công. Không chỉ như vậy mà ở đây chúng ta còn cần sự kiên nhẫn nữa. Kiên nhẫn vượt qua những khó khăn thăng trầm của những bước đi mà chúng ta gặp phải trên con đường đó. Ngoài ra, để công việc của chúng ta phát triển tốt hơn thì chúng ta cũng phải học hỏi từ những người khác, phải học hỏi kinh nghiệm từ những bước phá đi trên, đọc sách, đọc báo để tăng kỹ năng thêm cho mình, thì mình mới có những cái kinh nghiệm và thành công rạng rỡ. Thành công là vậy, nhưng mà thành công đó chính là một con đường dẫn đến hạnh phúc của mỗi người. Và mình nghĩ là biểu hiện của sự hạnh phúc ở đây đó chính là sự yêu thương. Chính vì mình hạnh phúc, thế nên là mình sẽ lan tỏa được yêu thương của mình đến với mọi người xung quanh, và sự yêu thương đó sẽ gắn bó cộng đồng đến với nhau. Hơn nữa, tình yêu thương này mình sẽ đối nhân xử thế với người khác, ai cũng nhận được yêu thương từ bản thân mình. Và tình yêu thương đó cần một sự cư xử và lời nói hành động phải chân thành để người khác có thể cảm nhận được sự yêu thương từ mình. Biểu hiện của sự hạnh phúc đó chính là chúng ta phải biết chia sẻ, lắng nghe, đồng cảm với người khác nữa. Bởi vì khi mà mình hạnh phúc nhưng mà những kỹ năng đó mình lại không có, thì người khác sẽ hiểu lầm mình, đó chính là mình đang khoe khoang, đang PR bản thân, chứ không phải đấy là một sự chia sẻ, đồng cảm với họ. Và trên con đường thành công dẫn đến sự hạnh phúc thì mình còn phải biết ơn những người đã đồng hành với mình, đã là cộng sự với mình trên con đường thành công. Mình biết ơn ông bà, bố mẹ, thầy cô đã ban cho mình sự thành công đó. Ngoài ra thì khi thành công, chúng ta cần phải biết trao đi, chia sẻ cho những người khác những kinh nghiệm mà chúng ta đã có, trao đi để không làm tới lợi nhuận, không làm tới sự đáp trả. Đó chính là một sự biểu hiện của sự hạnh phúc. Trong những cái hoạt động xã hội thì mình cũng phải biết tích cực tham gia để hưởng ứng, để lan tỏa những cái sự thành công tốt đẹp và hạnh phúc của mình đến với người khác. Thì tiếp theo trong sự hạnh phúc đó chính là chúng ta phải luôn vui vẻ, còn nụ cười đối với người khác thì người ta mới biết là mình đang cảm thấy rất là happy. Với nếu như mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong bản thân nhưng mà chúng ta lại không tỏ ra, chúng ta cứ che giấu cảm xúc và chúng ta không cười, chúng ta không vui vẻ đối với người khác, và chúng ta thì người ta sẽ hiểu lầm chúng ta. Nhưng mà cái trường hợp này thì sự vui vẻ ở đây không được vui vẻ
quá sự cho phép. Nếu như mà đang trong một tình huống gặp một người khác đang cần sự cảm thông chia sẻ mà chúng ta lại vui vẻ thì ở đây có lẽ là không phù hợp. Và sự chủ động ở đây cũng là một biểu hiện lớn của sự hạnh phúc. Chủ động ở đây là chủ động chia sẻ, cho đi và lắng nghe mọi người, hiểu hơn về những kiến thức hay ở ngoài xã hội. Và ở đây ý cuối mà mình muốn đề cập tới đó chính là sự bao dung nhún nhường đối với người khác trong mọi tình huống. Mình không mình là một người hạnh phúc mà mình không thể cứng rắn, mình không thể khoác người khác trong mọi tình huống, bởi vì như vậy thì mình người ta sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhận được sự giúp đỡ từ mình. Đó chính là và sự bao dung rất là quan trọng và mình muốn đề cập tới hôm nay. Và vậy là bài thu hoạch của mình đến